cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển và về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói: Hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ngươi biết rằng trên đời này có người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Bài tin mừng mà tôi vừa đọc cho anh chị em nghe đó, anh chị em có nghe lần nào chưa? Nghe chưa? Nghe nhiều lần lắm rồi. Và hôm nay là tin mừng Thánh Mác-thêu, và cả ba tin mừng đều thuật lại cái câu chuyện này, là tin mừng Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca. Ba tin mừng đó người ta gọi là tin mừng nhất lãm. Mà nếu đọc tin mừng Mác-cô thì đọc cái đoạn tin mừng này, Mác-cô kể còn chi tiết hơn nữa. Mác-cô sẽ kể rằng người ta khiêng người bất toại đến với Chúa Giêsu, mà vì người ta bu quanh Chúa Giêsu đông quá, đến nỗi người ta không biết làm sao để đưa cái người bất toại này đến gần Chúa Giêsu, nên người ta phải làm sao? Phải dỡ mái nhà, đúng không? Rồi mới thòng cái người bất tội đó xuống trước Chúa Giêsu. Tin mừng Mác-cô thuật kỹ như thế đó. Còn tin mừng Mác-thêu nói cho người Do Thái, cho nên ông không thuật những cái chi tiết đó. Anh chị em thấy cái người bất tội này được Chúa Giêsu chữa lành. Nhờ đâu mà cái người bất tội này được chữa lành? Bất toại nằm đó, sao được chữa lành? Nhờ đâu mà được chữa lành? Nhờ gì? Hả? Nhờ ai? Nhờ ai mà ông ta được chữa lành? Sao nói không nghe dữ vậy? Nhờ ai? Trời ơi, bây giờ anh chị em có muốn được chữa lành không? Muốn không? Muốn mà nhờ ai chữa cho? Ở Chúa. Trước hết là phải nhờ Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu, ông này làm sao mà được chữa lành, đúng không? Nhưng mà nếu mà làm sao ông này có thể đến gặp Chúa Giêsu để Chúa Giêsu chữa lành cho ông? Ông bất toại, mà bất toại thì không cử động được, nằm y một chỗ đó, tự mình không thể làm gì được cho mình hết, huống gì đừng nói tới đi. Thì sao? Không những anh bất tội này được chữa lành, không những nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, mà anh còn nhờ vào lòng thương xót của người khác. Chúa Giêsu nhìn thấy người ta khiêng người bất tội này tới, tin mừng thật rõ ràng. Ngài thấy lòng tin của họ nên Ngài chữa lành. Đời sống Kitô hữu của chúng ta, anh chị em nhớ, phép lạ chỉ được thực hiện khi có đức tin. Chính những người tin này đã đưa cái người bất toại, và chính người bất toại cũng đầy lòng niềm tin
vào Chúa Giêsu. Và vì vậy mà khi những người tin vào Chúa Giêsu, họ đưa cái người bắt tội này đến với Chúa Giêsu tin mừng thật, thấy lòng tin của họ Chúa chữa lành. Phép lạ chỉ có thể có khi con người có lòng tin trọn vẹn vào Thiên Chúa. Chỉ khi con người biết đặt lòng tin, lòng tín thác vào Thiên Chúa, ở nơi đó con người mới nhận ra được dấu lạ, nhận ra được lòng thương xót, nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mình. Điều này nhắc cho mỗi người chúng ta là người Kitô hữu, ngay cả đức tin của chúng ta có được cũng không phải do tự chúng ta mà có. Đức tin chúng ta có được nhờ trước hết ba mẹ chúng ta, nhờ trong gia đình Công giáo những người anh chị em chúng ta, và khi lớn lên nhờ vào cộng đoàn giáo xứ, nhờ tất cả những anh chị em quanh mình là những người Kitô hữu, nhờ những gương sáng, những đời sống đạo đức ấy, họ củng cố lòng tin của chúng ta, đúng không? Tôi nghe nhiều cha ở những cái vùng cao, ở Kon Tum, ở Đắk Lắk, các ngài phục vụ những cái vùng dân tộc. Những anh chị em ở đó đó đâu có thánh lễ thường xuyên như chúng ta. Sau này cha đó mới kể cho tôi nghe, sau này một tháng được vào đó làm lễ một lần. Mà cái lạ lùng là trước đó không có biết ở trong cái vùng đó người ta có đạo, hoàn toàn họ là người dân tộc. Họ nghe đài Veritas, họ nghe lời Chúa, và chính nhờ họ nghe lời Chúa rồi họ bắt đầu họ đọc kinh, họ cầu nguyện với nhau, và từ đó nó trở thành, mới đầu chỉ có một hai người, rồi sau đó nó lan tỏa và bây giờ trở thành một cộng đoàn của giáo xứ khoảng chừng 2.000 người. Và ngài kể cho tôi nghe, con phục vụ ở đó 4 năm, con vào trong đó 4 năm trời là để con rửa tội cho họ, với lại cho họ rước Chúa lần đầu, bởi vì họ có đạo, họ tin Chúa, họ hiểu hết, mà họ chưa được rửa tội. Nên đức tin của chúng ta có đức tin là nhờ sự nâng đỡ của tất cả mọi người, của anh chị em, của cộng đoàn. Đức tin không bao giờ là đức tin riêng rẽ của một ai hết. Và chính vì vậy đó, anh chị em thấy không, ngay cả những người mà đau bệnh nằm ở nhà, họ rất cần chúng ta, rất cần những lời cầu nguyện, rất cần chúng ta đến để đọc kinh với họ, để nâng đỡ họ. Và chính qua đó chúng ta y như những người trong tin mừng hôm nay, là nâng họ lên, khiêng họ đến với Chúa ra. Cho nên Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng, những điều tốt lành, những điều do lòng thương xót của Ngài, khi con người chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, và mỗi chúng ta biết sống lòng thương xót cho nhau. Cái điều mà ở trong tin mừng hôm nay là anh chị em thấy, khi người ta khiêng người bất tội đến với Chúa Giêsu, thì điều đầu tiên Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu không có chữa cho họ là đứng dậy đi về đi con, khỏe rồi. Chúa Giêsu không có nói vậy. Mà Chúa nói sao? Chúa nói sao? Anh chị em nào còn nhớ? Nói sao? Con hãy vững lòng tin, tội con đã được tha. Cái điều đầu tiên Chúa không nói với cái người bất tội, Chúa không chữa cái người bất tội bằng cách là con đứng dậy đi đi, con khỏe rồi, con mạnh rồi. Và Chúa nói với người bất tội, tội con đã được tha rồi. Anh chị em biết, những đau khổ, những bệnh tật và ngay cả cái chết của chúng ta, nó đều có dính dáng đến tội lỗi hết.
nguồn gốc gây ra những đau khổ, những bệnh tật, cái chết là tội lỗi. Và chính vì vậy mà điều đầu tiên Chúa Giêsu không những chữa bệnh, Chúa giúp cho con người được phần xác, mà cái điều quan trọng là Chúa chữa phần hồn của chúng ta. Thân xác của chúng ta rồi sẽ chết, sẽ tan thành tro bụi, nhưng linh hồn của chúng ta là linh hồn bất tử. Linh hồn ấy mới là quan trọng. Và điều mà Chúa cần là cần mỗi tâm hồn. Và vì vậy mà điều mà Ngài chữa cho con người đầu tiên là chữa cho tâm hồn con người sạch tội lỗi, khỏi làm nô lệ của ma quỷ. Con người khi sạch tội là con người sống trong ân sủng của Chúa, ơn nghĩa của Ngài. Và khi con người sạch tội có nghĩa là con người không để cho ma quỷ có quyền trên mình, không để cho ma quỷ níu kéo mình. Và điều đó là cái điều mà Chúa luôn luôn muốn cho mỗi người chúng ta. Và vì vậy đó, khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy. Cái điều quan trọng mà Chúa nhậm lời chúng ta là chúng ta cầu nguyện cho phần hồn của chúng ta trước. Cầu nguyện cho cái đời sống vĩnh cửu của chúng ta trước. Và mỗi người chúng ta biết lo cho đời sống vĩnh cửu ấy, đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi vì Chúa chết cho chúng ta cũng vì để Chúa cứu độ chúng ta và để cho chúng ta được sống đời đời. Và sau đó Chúa Giêsu mới chữa người bất tội: con hãy đứng dậy vác chổng mà về. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài không đến với con người chỉ ở bên ngoài. Ngài không chữa con người ở những cái bệnh tật thể xác, nhưng Ngài cứu độ con người toàn diện. Một con người mà Ngài muốn sống ở đời này để phụng sự Thiên Chúa và để làm chứng lòng thương xót Chúa cho anh chị em, nhưng đồng thời Ngài cũng muốn con người sống cuộc sống đời này để rồi phải đạt được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trên thiên quốc. Đời sống Kitô hữu của chúng ta, mỗi người đó là một ơn huệ Chúa ban. Mỗi chúng ta Thiên Chúa yêu thương vô cùng, và chính mỗi chúng ta đều được Chúa cứu độ bằng giá máu của Ngài. Cho nên Chúa muốn chúng ta hãy chạy đến với Chúa luôn luôn để nhờ Chúa, Chúa chữa lành phần hồn, phần xác chúng ta. Để nhờ Chúa, để Chúa làm cho chúng ta thêm sức mạnh, thêm đức tin, để chúng ta sống đời sống của mình một cách xứng đáng, một cách ý nghĩa, và sống cuộc đời Kitô hữu của mình để trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho người khác. Nên tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa mà anh chị em, mỗi người chúng ta đều suy tôn, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Và đồng thời chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta cảm nếm được lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa nhiều hơn trong đời sống của chúng ta, và để từ đó chúng ta biết sống lòng thương xót cho anh chị em mình. Amen.